Chào tất cả anh em nha, chào mấy anh em đam mê về nuôi chim trĩ nha. Đây hôm nay là mình sẽ quay cho bạn xem, vì có rất là nhiều bạn chưa biết chế độ chăm sóc chim trĩ nó như thế nào nha. Không biết các bạn khác thì sao, đối với bên mình thì trại mình thì mình sẽ cho ăn đây các bạn, đây cho ăn cà chua, giá với thanh long nha. Nói chung là mình cho ăn một tuần mình chỉ ăn 1-2 lần thôi các bạn. Ví dụ như hôm nay thứ hai thì mình cho ăn cà chua, giá với thanh long. Đến ngày thứ sáu thì mình sẽ chuyển sang mình cho ăn dưa hấu với rau xà lách với giá. Nói chung là mình thay đổi các bạn, nhưng mà mỗi lần cho ăn thì mình thay đổi 1-2 món nha, rồi cho nó đảm bảo đủ chất. Nói chung mà cũng không có nhất thiết mà ngày nào mình quả cho ăn nha, một tuần cho ăn khoảng tầm 2 lần là ok rồi, còn nếu không có thời gian thì mình cho ăn 1 lần cũng được. Các bạn nói chung là mình cứ cho ăn những cái chất mà tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn, chứ mình không cần phải cho nó uống thuốc này kia nó sẽ không tốt đối với con người như vậy. Mình mà dùng thuốc nhiều thì con người nó cũng sẽ yếu, nó sẽ có những tác dụng phụ, nên chim mình không nên, mình chỉ có dùng vaccine thôi nha. Dùng vaccine chim từ nhỏ thì mình tiêm vaccine cho nó, lớn lên khoảng tầm 1 năm thì mình sẽ tiếp tục quay lại mình tiêm vaccine cho nó 1 lần nha. Mình vaccine cho chim con thì mình hay dùng của Lasuta, và nhỏ chim con mình nhỏ mũi với mắt với mình cho uống nha. Còn vấn đề mà mình các cái vấn đề mà thuốc rồi này kia thì mình hạn chế các bạn, mình chỉ có dùng men tủy sống thôi nha bạn. Men tủy sống thì tháng mình cho nó uống 1 lần, và với cái sổ lãi các bạn, thuốc sổ lãi thì mình thì định kỳ cứ 3 tháng thì mình sẽ sổ 1 lần ấy. Vì có nhiều con mình cho ăn thức ăn như trái cây này kia nó còn sống, nhiều khi nó sinh lãi ấy, nên mình phải sổ lãi cho nó. Chứ là mấy con, có nhiều con mình thấy chim nó kiểu cho ăn nhiều đầy đủ chất mà không thấy nó mập không, thì mình sổ lãi cho nó để cho con chim nó được phát triển nhanh hơn, được khỏe mạnh hơn. Những cái cà chua bạn, cà chua thì mình xắt hạt liệu, mà mình xắt hạt liệu ra cho nó vừa cái miệng của con chim cho nó ăn cho nó dễ nha. Còn bạn nào không có thời gian thì mình có thể mình lấy nguyên trái mình cắt làm hai ra, mình bỏ vô nó rỉa ra cũng được, nhưng mà mình thì có thời gian mình chăm sóc nên mình thì xắt nhỏ, xắt cái hạt liệu cho nó dễ ăn. Chung là mình kỹ tí mà mấy cái đồ này, tại vì toàn là đồ mình mua hết, mình mua ở siêu thị nên là mình cũng không có tin tưởng, nên mình về mình ngâm muối các bạn. Giá thì về mình ngâm nước muối trong vòng 15 phút ấy, mình mới vớt là đỡ ráo. Cà chua đeo nhiệt mình cũng rửa qua nước muối hết, tại vì cái cà chua này mình sắc luôn cả vỏ, mình làm như thế nào kỹ đảm bảo luôn. Chứ dòng chim các bạn, chim mà mình nuôi một khi mà nó xảy ra bệnh hay vấn đề gì đó thì mình chữa nó rất khó, nên mình cứ kỹ từ khâu ban đầu nó sẽ tốt hơn nha. Có nhiều bạn thì cho ăn rau muống, cứ ra chợ mua rau muống, ngày nào mua rau muống thì sẽ nó không tốt nha. Chung là mình nên hạn chế các bạn, nếu mà có rau thì mình cho ăn rau muống được, mà mình cho ăn tháng ăn lần thôi, nhưng mà rau muống mà mình phải trồng các bạn. Còn mình mua ở ngoài thì nó người ta dùng, người ta phun thuốc dữ đó, người ta dùng mà ba cái chất hóa học với ba cái nhớt đó, nó tụ, nó tích tụ lắm á. Nên mình về mà gặp mà mình không kỹ nó, có thời gian mình mua về mình rửa sơ muốt cho ăn là chim rất dễ bị đường ruột, nên mình cũng nên hạn chế cho ăn mấy cái rau mà tự nhiên các bạn. Ba cái cỏ sữa này kia mình trồng bước mình quăng vô là nó tự ăn, nó rỉa nó thì tốt. Các bạn
cứ xuyên thì bạn mua xả, bạn xả cũ thì mình rửa sạch, rửa sạch ra hết, sau đó mình đập dập ra, bắt đầu mình bỏ vô nước mình nấu các bạn, bỏ vô nước mình nấu tầm khoảng nửa tiếng hồ, cho mình lấy nước đó mình đỡ nguội, bắt đầu mình cho chim uống các bạn, nó sẽ rất là tốt. Mình thì cứ một tuần nữa mình nấu cho uống lần các bạn, một là mình nấu nước nó xả, còn hai là mình dùng tỏi các bạn. Tỏi thì mình không có thời gian thì có thể mình mua tỏi với bắt đầu mình lột vỏ ra, mình lấy mình ngâm rượu cho nó uống, còn nếu ai có thời gian đó thì mình có thể mình đập nhỏ ra xong bắt đầu mình bỏ vô mình nấu nước mà mình đỡ mùi cho nó uống thì rất tốt cho đường ruột nha, tốt hơn là mình dùng mấy cái men tỏi nữa. Men tỏi thì mình không có thời gian thì mình mua về mình pha uống cho nhanh thôi, nhưng mà mình nấu thì tốt hơn, đặc biệt là mình ngâm rượu mà mùa mà mưa thì đổi thời tiết thay đổi là lấy ra cho nó uống. Con cá gì vậy mình phải dùng từ tự nhiên nha, nó sẽ tốt hơn. Ngay cả con người gì mà mình lạm dụng chất hóa học quá thì nó sẽ không ok, đặc biệt là mùa này các bạn, mùa này là mùa chim nó bắt đầu nó vô sinh sản mà, cho nên nó sẽ rất là khó. Khi mình đã dùng thuốc cho nó uống hay tiêm gì là chim sẽ ngưng nghỉ ngay. Cái khẩu phần ăn gì mình mà cho ăn dư chất quá thì con mái nó nâng các bạn, mái nó mập quá nó cũng không có để được bạn. Cho nên mùa sinh sản này nói chung là mình cứ cho ăn cám các bạn, cám Mỹ, cám cà đĩa trộn với ngô là được rồi, còn mấy cái trái cây hay rau đó mình cứ bổ sung tuần một lần hay là hai lần gì đó là được rồi. Có một số bạn chim cống mà giống như nó không có sung, nó không có đặt mái, trứng không có cồ thì mình bổ sung thêm chất đạm cho nó nha. Đó có thể là mình mua dớ hay là kẹo cao các bạn, cho nên hay mình đi bắt gì cho nó ăn, cho nó ăn tuần 1 đến 2 lần. Việc là cao cao mình cho ăn nó sẽ tốt hơn là dớ mà, vì dớ bây giờ dớ nuôi cho nên nó cũng không được đảm bảo đó, cao cao thì người ta bắt được tự nhiên cho nên nó sẽ tốt hơn. Đây là thanh long là cái gì vậy, thanh long này mình sắc nhỏ hạt liệu đó, mình cho nó ăn cho nó dớ, chim nó rất là mơ là thanh long với dưa hấu, nó chất nước đó. Nó ngọt ngọt nên chim nó rất là thích ăn nha. Nó giờ đây mình cũng sắp xong rồi bạn đó. Mình trộn giá, cà chua với thanh long, đầy đủ ba thứ mà mình đi cho nó ăn thôi. Cứ mỗi chuồng nghĩa là mình bỏ cho ít ít cho vừa đủ ăn thôi. Bây giờ mình mời các bạn cùng theo chân mình ra ngoài chuồng nha, ra ngồi tà vô mình để mình cho chim ăn các bạn. Và đây nha các bạn, đây là nãy mở thức ăn hỗn hợp mà có giá với cà chua với thanh long nãy mình sắc bạn. Giờ mình sẽ tiến hành mình cho chim ăn nha. Cứ mở chuồng mình cho ít cho bạn, cho nó vừa đủ cái lượng để ăn mà. Mình sẽ đỡ mấy viên gạch sẵn để mình lót tấm giấy này rồi mình bỏ lên thôi, nó thấm rồi. Thank you.
Rồi bạn thấy nó mơ ăn lắm bạn, mơ ăn cà chua lắm bạn. Cái cà chua nó thích ăn lắm. Nó lựa cà chua nó ăn không ạ? Đây, mình quay cho các bạn thấy em chim mái, em mái nó đang ấp đó các bạn ha. Chim này nói chung là nó cũng ấp nhưng mà nó hiếm đó các bạn, hiếm con nào mà ấp đó. Em chim mái đang nằm ấp trứng rồi. Cứ bỏ ít ít để cho nó ăn ạ. Giờ tiếp tục đi ra mấy chuồng khác. Mà mình cũng đã vừa mới cho xong hết rồi bạn, mình bỏ hết tất cả các chuồng bạn, chuồng nào mình cũng bỏ đều hết. Các bạn cứ làm theo mình thì chim nó sẽ rất là khỏe mạnh các bạn, nói chung là quan trọng là mình có thời gian mới được chăm sóc tốt, chim có màu sắc rất là đẹp nha. Thời gian đầy đủ chất trái cây rau, đầy đủ chất dinh dưỡng thì nó có màu lông nó sẽ sặc sỡ hơn, và đặc biệt là chuồng mà có ánh nắng các bạn, lông bao giờ nó cũng sẽ sáng hơn nhiều. Trống này cũng đang thay lông các bạn, đang thay lông mà mình cho ăn nó đầy đủ chất rồi lông ra rất nhanh. Và hiện tại thì bên mình
đang có cung cấp con giống nha các bạn, cung cấp con giống từ 1 tuần tuổi đến 4 tháng tuổi nha. Và các bạn nào muốn mua, thấy yêu thích mà muốn mua một cặp gì làm thú cưng hay là thả AV cho đẹp thì cứ liên hệ cho mình nha. Và các bạn muốn chim trưởng thành thì mình cũng có luôn nha các bạn. Và các bạn nào muốn tham khảo, muốn có ý định nuôi hay muốn tìm hiểu thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình nha, theo số điện thoại 0398978900, và đó cũng là số Zalo của mình. Các bạn cứ kết bạn mình để tham khảo, mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn tận tình luôn nha. Và các bạn xem thì cũng hãy nhớ bấm like và đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Mình sẽ ra nhiều video hơn để hướng dẫn và chia sẻ những cái cách nuôi chim trĩ của bên mình cho các bạn tham khảo nha. Và bây giờ thì mình cũng xin hẹn chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.